Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em sẽ gửi đến cô chú anh chị hình ảnh của hai con trâu nè cô chú anh chị bạn. Nè, mày mặc ở đây con. Dễ thương lắm luôn. Thấy không? Hai con trâu nghé. Chụp tấm hình đấy, quay mặt đấy. Nè. Nè, cô chú anh chị bạn. Nó u nu luôn. Nhìn nó rất là dễ thương, cô da nó dùng chân rồi cô chú anh chị bạn. Đó. Thì đến với nội dung ngày hôm nay thì mong là cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo của em. Quay mặt vào đây cái lẻ. Cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới của chú anh chị bạn. Đó, bây giờ mình đến với nội dung ngày hôm nay. Cô chú anh chị các bạn, trước mắt là chúng ta là con tôm ngá của chú anh chị các bạn. Mặt mày nè rất là dễ cưng, cặp sừng của nó nè, tôm này sao bự con rồi nghe, nó có chút mà dàn xương hết biết. Cái mặt cái nè nửng cái nọ, cái sừng của nó dễ cưng lắm, có hai sai ở bên mí mắt nè, sai mí mắt nha. Đó, đầu chuỗi cặp sừng rất là ok. Nhìn mặt cái nè đó, cháu thấy cưng ghê không đó, xoay đây xoay đùi, đụng cái vảnh đuôi lên thấy ghét không đó. Chú anh chị bạn thấy không, chân mới có chút xíu mà chân xương to ghê luôn á. Đó, chân nè. Cu đó, u nu luôn ha. Đây một bạn nữa nè, cũng châu đực luôn nha cô chú anh chị bạn. Hai con châu đực, hai con này khoảng 8 tấc, hai châu con mới dứt sữa đó, ăn mạnh này nha. À, cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình, báo giá trực tiếp của chú anh chị các bạn luôn. Cặp tàu này có giá là 29 triệu hai con. Đó. Hai con 29 triệu nha. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị các bạn. Rất là dễ thương ha. Nào giờ từ hồi nhỏ tới lớn bây giờ em mới thấy được hai con tôm ghé nó dễ thương cực kỳ như thế này. Này mua về làm bét cũng được nè. Trời ơi nó đã gì đâu luôn. Nó đẹp. Nó u nu luôn chú anh chị bạn. Nó như con heo luôn á. Nhìn con này nè, có cái cặp sừng nè thấy không? Có cặp sừng cưng ghê không? Ăn mạnh này nha, xương to nha cô chú anh chị bạn. Nó hai con trâu này xương to nè, con là 14.500.000, hai con 29 triệu. Rồi cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Nhìn mặt cưng quá, qua đây cho chụp tấm hình đi nè, qua đây cái nè nè lẻ cái mặt ở đây cho chụp tấm hình đi lẻ đi. Ngại cái gì nữa không biết nữa. Đó, đây còn chú anh chị bạn mặt chị cưng lắm. Thấy không, u nu luôn. Cặp trâu này có giá là 29 triệu nha. Khoảng 8 tấc trâu. Đó, mặt mày nè của chú anh chị bạn. Đó. Cái sái nằm lệch một bên nha. Thường thường á, người ta coi trâu á, người ta nói là không được có sái giữa mặt này. Nó không được có sái giữa mặt. Con này cái sái nằm ở cặp mé mí mắt bên đây nè. Đó chú anh chị bạn thấy không? Còn sái hông. Còn nó mập mà nổi da nó dùng nè chú anh chị bạn. Hông thì không có sái nha, chỉ có sái đùi. Đó. Cù dế nè. Chân móng xương to ghê gớm luôn á. Nó mới có chút xíu à.
xương to ghê gớm luôn, coi mặt nó là thấy ghét ghê ghê sợ không. Đó, cặp trâu này có giá là 29.500.000 nha cô chú anh chị bạn. Ô lâu 29 triệu nha, lộn xin lỗi cô chú anh chị bạn. Đây kế bên con này cái sấy cũng y xì nha, sấy nó đóng nghiêng về một bên, coi vàng xương nè ghê gớm không, ảnh mới có chút xíu. Mấy con này mới tách sữa mẹ vậy hả chú? Tách sữa lâu rồi hả? Vậy là nó ăn cỏ phào phà luôn không? Đây chú anh chị bạn, nó rất là dễ thương nè, không có sấy hông nha, sáng nay sẽ đùi nha. Đụng tới đầu là ảnh tê người đó. Chú sáng chú mới tắm nó hả vậy? Cặp trâu này có giá là 29 triệu nè của chú anh chị bạn. Cừu dại dễ thương lắm. Mặt này thấy ghét ghê luôn á. Nó sạch bóng rồi cô chú anh chị bạn. Chú sáng chú tắm nó sạch bóng à. Nhìn mặt thấy ghét ghê không? Mà con này không có thấy ghét bằng con kia cặp sừng nó ngắn hơn, phải trâu phải sừng ngắn vậy không có dễ thương lắm ha. Con này sừng nó hơi dài rồi. Chứ con bên kia bự chà bá luôn chứ. Con bên kia cũng ngang ngửa chiều cao. Nó nhưng mà con cái cặp sừng của người ta mới lú à. Con này tương lai nữa bự con nè. Coi nè. Cái sừng của nó còn mềm xèo của chú anh chị bạn. Thì các em nắm lắc mà em biết nó mềm luôn á. Cái mặt thấy ghét quá đi. Cặp trâu này có giá là 29 triệu nha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em xuống thoại em để trên màn hình. Trời ơi, hàng tàu nghe. Mua gì làm bét đã đời luôn á. Thấy ghê quá đi, cái lỗ tai dơ quá chú ơi. Chú hai. Đây chú anh chị bạn, nói chung là nó rất là dễ thương ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Đó. Cũng thông báo với cô chú anh chị và các bạn, bây giờ em đang gom xe về Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Thì cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu muốn mua bò, mua trâu thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha, để em có thể ghép xe để cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể nhẹ bớt cái chi phí để chúng ta nhận chuyển bò trâu ha. Đây chú anh chị bạn nè, thấy con trâu này nó ú không, nó ú nó đứng nó gãi ra, nó đứng nó dựa vô cái cây nó gãi ra. Thấy ghét quá nha. Ảnh có chút xíu mà ảnh ú nào ú nần luôn á, vàng xương hết biết luôn cô chú anh chị bạn, cưng ghê luôn ạ. Rồi nó gãy. Con trâu này vậy mình leo lên mình cởi được chưa ta? Chắc nó cởi, con cởi nó chắc. Con leo lên chứ nó chịu không nổi đâu. Nó cười kìa, cái mặt nó thấy ghét kìa, nó cười nó hỉnh mũi lên kìa, cái cười cái mặt hỉnh mũi lên rồi. Giá này có thương lượng không chú? Hai con 29 triệu hả? Ơi cưng ghê luôn chú anh chị bạn. Nhìn xương hết biết luôn á. tao nhìn dễ thương ghê luôn á chú anh chị bạn. Rừng cổ đó nè, sừng thấy cái sừng thấy ghét không.
Rồi thì bây giờ em sẽ sử dụng cái thước để em đo hạo thử cái chiều cao, gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem. Thử coi cặp trâu này chiều cao của nó như thế nào ha. Rồi chúng ta hạo ra, chúng ta coi coi chúng ta có mua được hay là không ha cô chú anh chị bạn. Trâu này em độ khoảng 9 tấc trâu rồi. Có vàng xương, con thấy vàng xương ưng quá. Con trâu này tương lai bự con. Hai con trâu nghé của chú anh chị bạn, nó rất là dễ thương. Nó dễ thương y xì út vậy đó. Đứng im ai, anh đo trâu nha. Trời ơi coi nè. Nó gần 1 mét trâu rồi còn gì nữa. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Hai con này là một cỡ luôn á. Trời ơi nghe nè. Hai con một cỡ nha. Con này 9 tấc rưỡi trâu rồi. 9 tấc 7 rồi. Đó, thì ai có nhu cầu muốn mua cặp trâu này thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trên màn hình của chú anh chị bạn. Nó rất là dễ thương ha. Rồi bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo của em nha cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.